Hiện nay tôi đang có mặt tại chợ Tân An, Thanh Hóa để mua một số nguyên liệu làm một loại bánh rất nổi tiếng ở đây và có một cái tên rất lạ và khiến tôi rất tò mò. Đó là món bánh khoái tép. Và tham gia với tôi ngày hôm nay là bác Ly, người đã có thâm niên làm bánh tép hơn 20 năm ở Thanh Hóa. Bác Ly ơi, mình chọn tép nào để làm bánh khoái ngon hả bác? Bác Ly, tép khô và nước, tép có màu xanh là tép tươi. Bác Ly ơi, rồi mình mua xong tép rồi còn mua gì nữa? Mua xong tép rồi thì bây giờ ra mua rau cần. Rau cần xong rồi mua rau cải là xong. Bây giờ bác đi mua rau cần, cháu đi mua bắp cải nhé. Nhanh. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm khoảng 3 đến 4 giờ chiều thì gia đình bác Ly lại dọn hàng ra bán. Và bác Ly đã gắn bó với chỗ bán hàng này qua bao mùa mưa nắng. Chính vì thế mà ai ai ở Thanh Hóa cũng đều quen thuộc với gian hàng bánh khoái của bác Ly ngay cạnh nhà hát Nhân dân thành phố. Các nguyên liệu để làm món bánh khoái đã được chuẩn bị sẵn. Bắp cải và rau cần đã được thái nhỏ này. Và tép thì đã được rang khô, bột gạo tẻ vừa mới được xay xong. Thế có bước tiếp theo là gì hả bác? Tiếp theo là nhóm bếp. Wow. Đây là lần đầu tiên tôi nhóm củi lửa và tôi nghĩ công việc này là khá dễ dàng. Ta chỉ cần cho mấy que củi vào này, xong rồi cho giấy có lửa vào là xong. Có vẻ như là mãi lửa không bén vào củi. Bác Ly, tại sao cháu nhóm mãi mà nó không lên lửa? Sao cho mãi không lên lửa? Cháu cho củi lên trên. Cho củi cho lên trên. Cho lửa nó bén vào củi lên sau cái trong dưới. Rồi, như vậy là chúng ta phải để củi lên trên mồi lửa chứ không phải như tôi là lúc nãy là để mồi lửa lên trên củi. Vì thế mà lúc nãy là mãi không bén được. Bác Ly, tại sao mình phải nhóm bằng củi hả bác? Củi thì nó đều lửa thì cái bánh khoái nó đang ngon. Ngon hơn. Giòn, ngon hơn. Bây giờ là để nóng chảo đây là cho mỡ vào. Bỏ rau này. Bếp này, phần 3 là dưới bột vào này. Như vậy là sau ít phút thì chúng ta đã có một chiếc bánh khoái trông rất là ngon mắt, đầy đủ các màu sắc của nguyên liệu. Cho cháu ăn luôn bạn cái này vào nhé. Bánh khoái tép nồi gang sẽ được ăn kèm với cả nước chấm. Hương vị đầu tiên mà tôi cảm nhận khi mà ăn một miếng bánh khoái tép nồi gang đó chính là hương vị của rau cần và bắp cải. Bên cạnh đó thì một vị ngọt của tép và hoàn toàn không bị ngấy chút nào bởi vì là chúng ta dùng rất ít mỡ. Và nghe nói là viền của bánh khoái tép nồi gang rất là ngon. Rất là giòn, mềm. Như là ăn bánh đai mà rất là mỏng vậy. Bây giờ đầu tiên cháu ăn bánh khoái này thấy rất là ngon. Mà tại sao mình gọi là bánh khoái bác? Cái bánh khoái này á, ăn vào vừa ăn vừa thổi. Mà nhất là mùa đông, ăn cảm thấy khoan khoái trong người. Khoái được sướng, thế là gọi là bánh khoái. Tôi đã ăn xong 4 chiếc bánh khoái to như thế này rồi. Rất là no. Có vẻ như là cửa hàng đã bắt đầu đông khách rồi, tôi sẽ giúp bác Ly để chuẩn bị bán hàng luôn. Rau vào này. Làm bánh khoái thì không dễ như là tôi tưởng bởi vì là khi mà lúc tôi tưới bột vào thì có vẻ như tôi tưới quá nhanh và do không quen tay thế nên là toàn bộ chỗ bột nó tập trung vào ở giữa. Thế là chỗ này nó rất là dày. Và cái động tác mà tôi thích nhất là động tác tung rau. Bộ rau thì nó bay hết ra ngoài, nó không giải đều như là bác Ly làm. Mà thực sự tôi rất tò mò không biết là cái bánh của mình sau khi đợi nó chín xong thì trông nó sẽ như thế nào. Bây giờ tôi sẽ mang ra cho khách hàng nếm thử. Đây là bánh cháu làm, cho cô thử ăn xem là cháu làm thế nào nhá. Hơi dày một tí này. Nhưng mà nhiều nhá, ngon hơn bác Ly chán á. Nhiều tép, nhiều rau ngon. Quán của bác Ly sẽ được mở đến tận đêm khuya và càng về khuya thì quán sẽ càng đông khách. Và chắc là tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm ra được những chiếc bánh khoái rất là ngon.